Em chào các bác nhé, em Lâm đây. Lại tiếp tục quay điều hòa cho các bác đây. Hôm nay em có một chiếc điều hòa hàng lọc, chất hàng đẹp. Đấy. Con này em mua đợt trong năm. Cho nên là nó bị lấn một con này vào trong này. Và nó cũng này thì số của nó cũng vất vả, long đong đận đất. Đấy. Về đến nhà em thì máy thì tương đối là đẹp, chất nhựa là chất nhựa zin. Nhưng có điều nó bị mất khiển. Đấy, cũng bảo luôn bác ngay đầu video luôn. Đấy, con này thì nó bị mất khiển rồi, cho nên là em phải thay bằng khiển đa năng là khiển tàu. Đấy, lùm là như vậy. Đấy, khiển là mua 50. Đấy, thì bây giờ con này thì em bán bằng cái giá phá đầu thôi. Đấy, cũng không phải là đắt. Đấy, bác nào mà điều kiện kinh tế mà chưa có, đấy, hoặc là không kén cá chọn canh gì, yêu cầu chỉ cần chạy lạnh và chạy nóng và hút ẩm, đấy, thì giá rất là rẻ luôn. Đấy, em báo giá luôn các bác là giá là 7 triệu. Đấy, cũng báo luôn các bác ấy, máy 36.000. Đấy thì em sẽ quay vào chi tiết máy cho các bác nhé. Đấy, báo giá ngay từ phút đầu luôn. Đấy, để các bác xem video điện thì điện luôn cho em. Đấy, con này đầu 36, tương đương máy 14.000. Nhưng 36 này nó lạ lắm. Đấy, 36 này là dàn kép nhé. Dàn kép là còn thêm cả dàn phụ, giống như Daikin ấy. Dàn kép thêm cả dàn phụ. Ống đồng thì đây, thăm rồi. Đây, sáng choang. Đấy, nó bị gãy cả đây. Đấy, cũng bảo luôn nó bị gãy ống ở đây. Đấy, tất cả ống này em thăm rồi. Đấy, vì vận chuyển nó bắt buộc phải cắt này ra để thăm ống. Con này nó điện ở bên trong ống đồng em bao nó có bác nó không có đốm gì luôn. Nói chung là nó là hàng đẹp và hàng chất. Đấy, cũng bảo luôn bác là em không úp mở. Tính em nó như vậy, có thế nào mình bán như thế. Đấy. Đấy, em quay chi tiết luôn đây. Khẩu hiếc cái zin nó bị gập ở đây. Đấy, và cắt ra nó thăm ống và thăm cả dàn bên trong rồi. Nó đẹp luôn. Đấy, máy thì về từ hôm Tết nó bụi nguyên này. Cái hàng này thì bọn em không phải dọn dẹp gì, bởi vì chất hàng này là chất hàng hàng lọc tại Nhật. Đấy. Cục nóng cực to luôn. Con này mà chạy phòng tầm 20 mét vuông trở xuống, trần cao 3 mét dưới là em có bao được bác đắp chăn thì thôi. Đây. Đây, cục nóng đây. Em quay vào cục nóng trước. Má đây. RSC36SV. Đấy. Của nó là 100V. Nhưng con này của nó là cục nóng nặng 46 kg. Các bác lưu ý nhá, cục nóng nặng 46 kg. Cục nóng này nó tương đương với con đầu 90 Mitsu và Hitachi hiện tại ở đầu 80, Bala đầu 90 thì chưa lặn cân bằng nó. 46 cân các bác lưu ý rồi em nhé. Cục nóng nặng 46 cân. Ga bơm của nó là 1 cân 3,5 kg ga, gần 1 cân 4 ga. Đấy. Con này các bác vụt phòng 20 mét vuông chết rét luôn. Mà con này nó hay nhé. Nó chạy lại chỉ có 900W thôi. Các bác lưu ý nhé, nó chạy có 900W thôi. Thì đương nhiên là con này dàn nóng cực kỳ dày và độ tản nhiệt nó cực kỳ tốt, cho nên là dòng nó mới ăn thấp như này mà độ lạnh nó mới sâu được. Đấy, con này mới là con tiết kiệm điện này. Và đây lưu ý các bác lại một lần nữa, con này sản xuất tại Thái Lan nhá, không phải sản xuất tại Trung Quốc nhá, mà sản xuất tại thị trường Thái Lan luôn nhá. Và là rất là công ty Nhật, nó sản xuất tại Thái Lan luôn. Cho nên các bác biết rồi, riêng chất hàng Thái Lan mà lại còn được xuất Nhật nữa thì Nhật đặt nữa thì các bác biết là nó lặng và nó chắc chắn thì kinh khủng khiếp luôn. Đấy, nếu mà so với các cái dòng mà của Trung Quốc mà sản xuất cho thị trường Nhật đấy, còn bây giờ trên tất cả các hãng thì hãng nào cũng thế thôi, đều sản xuất ở Trung Quốc hết. Đừng có ông nào bốc phét là sản xuất ở nội địa Nhật, chỉ có ông bốc phét thôi. Đấy, kể cả nó ghi made in Japan thì đều sản xuất ở Trung Quốc hết. Nói luôn như vậy cho các bác hiểu luôn, không phải úp mở gì nhiều. Bác cứ hỏi em là máy sản xuất ở đâu, sản xuất ở Trung Quốc hết. Chứ không bao giờ có câu chuyện em bảo là máy Nhật thì sản xuất nội địa Nhật, nó là của nội địa Nhật dùng nhưng nó sản xuất ở Trung Quốc. Chứ bây giờ Nhật nó có sản xuất đồ điện ở đâu mà bảo là của Nhật. Thế nên là mua bán là phải nói luôn cho các bác. Bởi vì những bác chưa chơi đồ bãi hoặc là bác chưa có tìm hiểu thì phải giải thích luôn cho các bác ấy luôn. Đấy. Dàn thì cực đẹp luôn. Dàn kép thêm cả dàn phụ luôn. Con này vụt phòng 20 mét vuông, trần cao 3 mét rưỡi. Các bác bảo đắp chăn thì thôi. Đấy, chạy cực gấu luôn. Mặt lạnh em quay các bác này. Máy cùng quay luôn mặt lạnh này. Đấy. Đời cực cao luôn. Đấy. Đây, em quay tem luôn. Con này là má là mặt lạnh là RSRK là má mặt lạnh 36SS. Con này thì đắt 2015. Đấy. Mặt lạnh nặng 14,5 cân. Mặt lạnh chỉ có 4 cái autolier thôi nhá. 4 cái autolier, con này cũng là dòng autolier dọn dàn đấy nhá, chứ không phải là dòng thường đâu, cũng là chức năng autolier dọn dàn đấy. Lia lưới chổi lia cực to luôn. Nói chung con này thì nó cũng là dòng chức năng đấy, bởi vì là em bao nhặt chức năng mà. Hàng lựa tại Nhật mà. Nhưng mà con này của em vào nó đen quá, về nó mất cả khiển. Khiển nó chính xác là bị vỡ. Em làm nó vỡ chứ không phải nó mất, mà em bị làm nó vỡ mất cái khiển. Đấy, cho nên giờ thay khiển tàu này. Đấy, giờ em bán 7 triệu cho các bác.
7 triệu thì các bác không mua được cái máy 14.000 ở Việt Nam Inverter chạy lạnh 2 triệu đâu. Mà cái chất máy nó đẹp như này. Con này nó vẫn là điện 110 nhá. Giá này thì chưa bao gồm phí ship đâu nhá, chưa bao gồm đổi nguồn đâu nhá. Đổi nguồn bác nào lấy thêm thì mất thêm 750.000. À, tính 700, còn bác nào mà về tự mua đổi nguồn thì bác mua. Máy này em bán giá là 7 triệu, cam kết bác zin 100%. Đấy. Đáng nhẽ là con này em cũng bán đi rồi, bán được một anh Hà Nội rồi, nhưng mà không may em làm vỡ bất khiển này. Thì bây giờ là bỏ anh luôn, là mất khiển, anh không đồng ý. Thế nên em nhận lại máy luôn. Máy thì ở dưới này có bị tước sơn một tí này. Đấy nó bị vàng này. Đấy nó bị vàng và có tước sơn một tí dưới này. Đấy còn nguyên nhựa này nó nhựa zin hết nhá. Nhựa là nhựa zin hết. Đấy, tước mỗi một tí sơn ở kia bởi vì nó bọc ni lông nó hơi bị ố vàng. Thì có tước một tí sơn ở dưới cái mép này. Đấy bỏ luôn bác là cái viền này này. Đấy. Máy là nó để bụi, em chưa lau chùi, chỉ lau qua để quay video thôi. Đấy, giá là 7 triệu. Đấy, bác nào mà không kén cá chọn canh, không quan trọng hình thức. Đấy, thì alo cho em. Máy là tuyệt nhiên không vỡ dọc đứt bẻ gì đâu nhá. Đấy cũng bỏ luôn với các bác là như vậy, chất máy đẹp. Đấy. Bác nào lấy được thì alo em hai số điện thoại này. 0975 360433 dưới là 0377996066. Giá là 7 triệu nhá, hàng em bao ship toàn quốc. Đấy, cam kết các bác là không đụng máy, không chọc hóa gì. Đây duy nhất là lai bị cái khiển. Bỏ luôn bác mạch zin đồ đạc zin, tất tần tật là zin. Đấy. Thì nhất là lai cái khiển này, cũng bỏ luôn bác. Khiển này có cả thêm đèn pin này. Đấy, tối mà soi bắt trộm là soi đồ đạc cũng điện này. Đấy, có cả đèn pin luôn. Đấy. Giá là 7 triệu. Đấy. Bác nào lấy được thì alo em nhá. Em chào các bác nhá.